Ngày 1 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ nên đã cứu sống được một nam thanh niên bị sốc chấn thương vỡ nội tạng nguy kịch do nhảy cầu bãi cháy tự tử. Trước đó vào trưa 30 tháng 11, anh NVM 30 tuổi ở Ba Chẻ, Quảng Ninh đã nhảy cầu bãi cháy tự tử nhưng may mắn được người dân phát hiện vớt lên và nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện sốc nặng, lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng, toàn thân đau đớn, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Nhận định đây là ca cấp cứu khẩn cấp, nghi ngờ bệnh nhân bị sốc đa chấn thương do vỡ các tạng trong ổ bụng, bệnh viện đã khẩn trương kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Do bệnh nhân bị mất máu nhiều kèm theo tổn thương tạng phức tạp nên bệnh nhân đã được truyền bổ sung hơn 1 lít máu và huyết tương tươi giúp mạch huyết áp ổn định. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ diễn ra thành công.